Trường phái thì ngay từ thời Đức Phật cũng thế. Khi mà Đức Phật ra đời đi thuyết pháp rồi thì Đức Phật tuyên bố rằng ta là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đấy ở trên đời cũng có rất nhiều những cái người ngoại đạo, những cái đạo sĩ, những người ngoại đạo họ cũng tuyên bố rằng ta là A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Chính vì vậy cho nên là nhiều người ở trên đời người ta không biết ai là A-la-hán thật, ai là A-la-hán giả, ai là Phật thật, ai là Phật giả. Cho nên là khi mà Đức Phật cái đêm cuối cùng nhập Niết Bàn ấy, có cái vị đệ tử cuối cùng ấy, Subhadra, là cái ông cũng là du sĩ ngoại đạo, ông cũng đến hỏi Đức Phật cái câu hỏi đấy. Ông ấy hỏi rằng là trên đời có rất là nhiều những cái người ngoại đạo cũng tuyên bố là ta là Phật A-la-hán chánh đẳng chánh giác, vậy giữa ngài với họ thì có cái gì khác nhau, có cái gì khác nhau? Thì Đức Phật hay nói là bỏ qua bên câu hỏi đấy để ta giảng pháp cho ông. Thì Đức Phật nói rằng ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có những cái đạo quả sa môn, ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có con đường đi đến Niết Bàn, con đường đi đến Niết Bàn giải thoát. Vậy thì bây giờ chia ra nhiều tông phái, nhiều hệ phái không quan trọng, mà quan trọng là ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó sẽ là con đường chân chánh để đi đến Niết Bàn. Tông phái nào mặc kệ thôi, tu cái gì mặc kệ. Nhưng bây giờ nói rằng cái đấy có tu theo bát chánh đạo, có chánh kiến không, có chánh tư duy không, có chánh ngữ không, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tấn, chánh niệm, chánh định không, tám cái chánh đấy có cái nào không? Chánh kiến là gì? Đó là thấy các cái sự thật. Nếu mà thấy các cái sự thật thì có thấy được cái sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối không? Sự thật vậy thì những cái tông phái khác người ta có thể đấy là con đường đi đến Niết Bàn, nhưng mà người ta có thấy ra được cái sự thật tuyệt đối không? Niết Bàn là cái trạng thái chấm dứt khổ đau tuyệt đối. Vậy thì người ta phải có cái chánh kiến thấy ra được cái sự thật tuyệt đối. Sự thật tuyệt đối là gì? Người ta có thấy được danh chân đế và sắc chân đế không? Bây giờ hỏi các vị đấy là danh chân đế là gì, sắc chân đế là gì? Và cái vị đó phân tích về danh sắc nó có đúng như trong giáo pháp của Phật không? Và hỏi rằng vị đó có tuệ chi được điều đó không? Hay là vị đó nói trong lý thuyết? Vị đó có thấy được các cái nhân sinh ra danh sắc đó không? Vô minh là cái gì? Hành thức danh sắc lục nhập là cái gì? Thế nào là duyên sinh, thế nào là cái duyên diệt của cái duyên khởi đấy? Vì đó có thấy được cái tính vô thường khổ vô ngã của nó không? Vì đó có chấm dứt được cái khổ đau sinh tử không? Nếu mà chấm dứt được thì vị đó có đoạn trừ được những cái nhân sinh ra khổ đau, đó là tham ái không? Đó là chấp thủ không? Đó là tà kiến không? Đó là tham sân si không? Đấy không? Thế thì vậy thì nếu như mà cái vị đấy, vị nào mà tu tập đấy, vì đó có cái sự chứng ngộ như thế, vị đó đoạn trừ được cái nhân sinh ra khổ đau, đó là vô minh tham ái. Vậy thì tham sân si của vị đó đoạn hết được, đoạn một cách tuyệt đối như cây ta la chặt đứt đầu không thể tái sinh trong tương lai được không? Nếu như mà vị đó mà tuyên bố rằng tôi đoạn được, tôi không còn tham nữa, tôi không còn sân nữa, tôi không còn si nữa, tôi có trí tuệ thấy được các cái pháp chân đế, các cái sự thật tuyệt đối, thấy được cái khổ, thấy được nhân sinh ra khổ, thấy được cái sự diệt khổ, thấy được con đường diệt khổ, thì cái con đường đấy là con đường đi đến Niết Bàn thật.